CX9 nha. Hiện tại em đang trưng bày trên cái clip này là hai dàn, một dàn là có màu bạc và một dàn là màu xám lông chuột. Nó hơi nghiêng nghiêng về nâu đen chút xíu nha. Chức năng chính của cả hai dàn này là CD hoạt động ok, MD không đọc, FM của dàn là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Nếu mà các anh cần radio AM FM thì mình cắm anten vào nha. Chiều cao của lo là 27 cm. Chiều ngang của bộ dàn nếu mà theo cách bài trí để âm ly đứng là 40 cm, còn nếu mà theo cách bài trí để âm ly nằm là 56 cm nha. Tùy cái sở thích của mình mà mình có thể để âm ly đứng hoặc nằm đều được. Các anh chỉ cần xoay cái âm ly lên là nó sẽ xoay cái màn hình theo. Đây em để âm ly đứng thì cái màn hình nó xoay đứng nè, em để âm ly nằm thì cái màn hình nó xoay nằm. Rất là đẹp. Dàn này trưng bày là khỏi chê ngay nha, còn nghe nhạc vàng lẫn nhạc đen đều phù hợp. Chất lượng âm thanh rất là hay, nhất là tiếng bass nha, bass cực kỳ chất lượng luôn. Chép là chép đơm nha. Đây em gờ cái chép và đơm cho các anh xem. Hình thức dàn rất là đẹp, bắt mắt. FM lại full tần số. Phía sau dàn thì có ngõ out ít, mình dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính thì ok. Và hỗ trợ thêm ngõ optical in để mình kết nối với Max TV qua tín hiệu quang nha. Bây giờ thì em sẽ test một bài nhạc vàng ở bên cái dàn màu xám lông chuột này nha. Dàn này có hỗ trợ thêm ngõ sụp, mình có thể kết nối sụp điện rời được luôn nha. Ta chót mang tên làm người, nhìn nhân gian đen thay trắng, tiền mua xanh đối bàn nên nực cười, rượu uống không vơi niềm cay đắng xa môi. Ta mãi suy tư cuộc đời đường ngược xuôi, ai gian dối tình yêu thương phán bội, thôi tìm về mảnh đất quê xưa mặc mưa gió xó mưa. Đây dịu nghe. Mình nghe thêm một bài nhạc trẻ nữa rồi em quay mặt sau cho các anh tham khảo và mình kết thúc lớp Tết nha. Tùy cái sở thích mà mình có thể để âm ly đứng, âm ly nằm đều được. Chút xíu em sẽ lấy đĩa ra cho các anh xem là khi đặt nằm thì đĩa nó ra như thế nào và đặt đứng như thế nào nha. Thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây. Cho các anh tham khảo nha.
stop, nhắn lần hai là ra CD, nhắn một lần là stop nha, và nhắn một lần nữa thì address nó sẽ đưa đĩa ra. Nếu mình để đứng thì nó ra đĩa như vậy, để nằm thì ra đĩa như vậy. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha, cái nào mua hàng EBM.